Hello, chào các anh em, chào mọi thân mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về chủ đề nước hoa clone. Nhưng mà ở đây mình sẽ cung list cho các anh em 10 trang nước hoa có mùi hương clone mà cần sở hữu. Đấy không phải là cái chủ đề của chúng ta, mà ở đây mình sẽ chia sẻ quan điểm của mình đối với cái việc là nên và không nên mua nước hoa clone. Tất nhiên ở đây nó không phải là một cái sự phán xét nào cả, mà chỉ đơn thuần là mình đưa ra những cái topic, những cái gạch đầu dòng cho cái việc cần thiết và không cần thiết sử dụng nước hoa clone. Và tất nhiên rồi, mình rất hy vọng các anh em còn giữ gìn sức khỏe để mà có thể vượt qua được cái thời kỳ dịch rất là khó khăn này. Rất hy vọng mọi người giữ gìn sức khỏe, ok. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại với chủ đề của video ngày hôm nay. Đó là nước hoa clone, cần và không nên sử dụng nó, ok. Let's go. Đầu tiên chúng ta hãy cùng nói về những cái điểm lợi thế của việc sử dụng nước hoa clone. Điều đầu tiên chắc chắn đó là nó sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm về mặt kinh tế. Không phải ai trong số các anh em cũng có đủ dư giả về mặt tài chính để sở hữu những chai nước hoa ví dụ như Creed và Baccarat. Nói lấy ví dụ, với cái giá thành hiện tại của Creed Aventus thì thậm chí cả với những các anh em có niềm đam mê mãnh liệt với mùi hương cũng chưa chắc đã nghiến răng bỏ tiền ra mua. Hoặc là với Baccarat, với một chai nước hoa 75ml, mức giá không hề, nói chung cũng không phải là quá là dễ để mà quất về, thì nó sẽ vô hình tạo nên một cái rào cản rất là lớn cho các anh em thích cái mùi hương của Creed, thích cái mùi hương của Baccarat, thích một lô, một lốc những cái mùi hương niche đắt tiền khác. Thì cái giải pháp ở đây cho chúng ta đó là sử dụng nước hoa clone với cái mức giá mềm hơn. Mùi hương thì nói chung là không phải là tệ, nó không phải là giống như những cái chai nước hoa rẻ tiền khác mà mùi hương rất là nhiều sản phẩm, mặc dù là nước hoa clone, ví dụ như là Perry Ellis 360 Red ở Afnan Supremacy, Mont Blanc Explorer chẳng hạn, đó đều được đánh giá là những cái mùi hương clone của Creed Aventus, của Acqua di Gio vân vân, và còn hàng nghìn những chai nước hoa khác như thế. Nhưng mùi hương của nó cũng rất là mượt mà, thì và đặc biệt là với cái mức giá nó mềm hơn rất là nhiều, thì mình nghĩ rằng không có một cái vấn đề gì, không có một cái điều gì mà chúng ta phải lăn tăn khi mà quyết mua nước hoa clone với cái mức giá mềm hơn. Và điều quan trọng là chúng ta có thể sở hữu những cái mùi hương rất là theo như kiểu hot trend mà của dòng nước hoa cao cấp và chúng ta không đủ tiền để mua. Thì đấy là cái lợi thế đầu tiên của cái việc dùng nước hoa clone, đó là cái kinh phí của chúng ta thấp hơn đó. Điều thứ hai mình nghĩ rằng khi mà chúng ta sử dụng nước hoa clone, cái quan trọng nhất đó là cái phản ứng, cái cảm nhận của mọi người khi mà ngửi chúng ta sử dụng nước hoa. Điều chắc chắn rằng khi mà chúng ta xịt nước hoa một chai, bất kỳ một chai nước hoa clone nào chúng ta xịt lên da, thì nó cũng không thể hiện lên được trên da là cái mức giá tiền chúng ta sẽ bỏ ra. Nó sẽ không hiện lên trên da logo của chai nước hoa chúng ta sử dụng, nó sẽ không hiện lên cái mùi tên của cái chai nước hoa chúng ta sử dụng. Mà cái điều quan trọng nhất đó là cái phản ứng của mọi người khi mà ngửi. Thì cái việc một chai nước hoa 10 triệu và một cái chai nước hoa clone 1 triệu hơn 1 triệu nó không thành vấn đề, mà cái quan trọng là chúng ta khi mà chúng ta xịt, nếu nó phù hợp với cái style của chúng ta, cái phong cách thời trang của chúng ta và cái cách nói năng của chúng ta, thì cái việc xịt chai nước hoa nào bản xịn hay là bản clone giống với mùi bản xịn nó không quan trọng. Cái điều quan trọng nhất đó là nó sẽ vẫn giúp cho chúng ta ghi điểm trong mắt mọi người khi mà ngửi mùi hương chúng ta xịt. Do vậy, đấy cũng là một cái điểm lợi thế khi mà chúng ta sử dụng những cái mùi hương có nét giống với những chai nổi tiếng, đó là nó sẽ vẫn giúp cho chúng ta ghi điểm khi mà mọi người ngửi thấy mùi hương chúng ta dùng. Điều quan trọng nhất đó là nó phù hợp với phong thái, cái thần thái của chúng ta, chứ không phải là chúng ta sử dụng một chai 400 đô thì nó sẽ giúp chúng ta ghi điểm được tốt hơn với một chai chỉ khoảng 10-20 đô. Điều đấy mình nghĩ rằng là khi mà người ta ngửi, người ta sẽ không thể phân biệt được đâu là cái sự khác biệt. Và tất nhiên rồi, đấy cũng là một cái lợi thế khi mình nước hoa sử dụng nước hoa clone. Và điều cuối cùng khi mà chúng ta sử dụng những chai nước hoa này, đó là hiện nay vào với cái xu thế nước hoa hiện tại của các cái nhà nước hoa, thì thông thường sau khi họ ra mắt một dòng sản phẩm sau khoảng 3 năm, các nhà nước hoa thường là hay reform mùi,
hay còn gọi là thay đổi công thức. Thì đa phần với những cái chai nước hoa thay đổi công thức thì nó sẽ bị ảnh hưởng về hiệu năng mùi, về mùi đó, hiệu năng mùi sẽ bị kém hơn. Thậm chí là kể cả với những nhà nước hoa mà từ trước chúng ta hay lầm nghĩ, chúng ta vẫn hay quan niệm rằng họ luôn sử dụng những nguồn nguyên liệu tốt và độ bám mùi cũng rất là tốt. Ví dụ nhà Amort, hiện nay ví dụ như chai Reflection Man, chai của Nam ấy, nó bị reform mùi và cái hiệu năng mùi của nó rất là kém. Hay là thậm chí đặc biệt tiêu biểu nhất đó là Creed Aventus, với hàng lô, hàng tá những cái top pick nói chuyện về cái độ bám tỏa mùi của chai nước hoa này, trong khi mức giá chúng ta bỏ ra là không hề là dễ chịu. Mình nghĩ rằng sẽ rất là vô lý khi mà chúng ta bỏ ra một số tiền 6-7 triệu chỉ để sở hữu một chai nước hoa mà với cái dòng đời, cái sự tồn tại mùi hương trên da của chúng ta chỉ khoảng được 3-4 tiếng. Thì nếu như mà với các anh em dư giả về tài chính thì ok, không sao cả, mình nghĩ là không thành vấn đề. Nhưng với các anh em tiết kiệm sau khoảng một thời gian và chúng ta mua một chai nước hoa mà chỉ để khoảng 4 tiếng thì đấy là một sự lãng phí rất là lớn. Trong khi đa phần những chai nước hoa clone họ đã có thể gọi là bổ sung, có một cái ưu thế rất là lớn, đó đa phần những chai nước hoa đấy có một hiệu năng mùi rất là tốt. Amap Club New Intense, Apnan Supremacy này, hoặc là Perry Ellis Red 360 vân vân. Tất cả những chai nước hoa đấy so với bản gốc đều có hiệu năng mùi tốt hơn rất là nhiều. Và đôi khi chúng ta với cái đấy thì chúng ta lại thích. Bởi vì là xịt dù sao thì được nửa ngày vẫn tốt hơn là chỉ được có mấy tiếng đấy, mà giá lại rẻ hơn rất là nhiều, thì tội gì chúng ta không mua nước hoa clone. Và đấy cũng là một cái điểm rất là lợi thế của những chai nước hoa, của những dòng sản phẩm trên. Tổng quát lại 3 điểm lợi thế khi mà sử dụng nước hoa clone đối với quan điểm của mình, đó là giá tiền chúng ta bỏ ra sẽ ít hơn, chúng ta sẽ vẫn ghi điểm được trong mắt mọi người, miễn là cái chai nước hoa đấy nó hợp với cái phong cách của chúng ta, chứ không phải là cái giá tiền mà chúng ta sẽ bỏ ra để sở hữu chai nước hoa đấy. Và cái cuối cùng, ít nhiều nó sẽ không bị reform mùi. Mặc dù đa phần là bởi vì hiện tại là đa phần hiện nay những chai nước hoa của các nhà hãng nước hoa lớn là họ cứ sau khoảng mấy năm là họ sẽ thay đổi công thức, nó ảnh hưởng đến cái hiệu năng của mùi. Còn mình thấy là rằng những cái dòng nước hoa clone thì lại không bị như thế. Đấy là 3 điểm lợi thế khi mà chúng ta theo đuổi cái dòng sản phẩm trên. Còn cái điểm mình cảm thấy là không nên mua quá nhiều những sản phẩm clone, đó là khi mà chúng ta đam mê, chúng ta bập vào cái thế giới mùi hương này, thì mình nghĩ rằng làm sao mà chúng ta cố gắng tạo cho mình hoặc tìm cho mình một cái phong cách riêng, một cái con đường riêng của mình trong cái việc đi tìm mùi hương. Ở đây mình không nói là phân biệt giữa niche, indie và design, cái đấy là một cái khía cạnh khác, mà ở đây mình chỉ nói rằng chúng ta nên cố gắng tìm ra cho mình một cái con đường riêng để đi. Và với một cái số lượng hiện tại hàng trăm nghìn chai nước hoa thì mình nghĩ rằng chúng ta không nên là chỉ chăm và đi tìm những cái mùi hương của những cái chai nước hoa đã đi trước, của những cái con đường đã đi trước. Và những chai clone chỉ là họ vẫn đi sau những con đường đấy, và họ đã cải biên, họ đã khắc phục lại những cái điểm mà chưa tốt của những chai nước hoa đi trước. Nhưng về tinh thần của nó vẫn là những cái mùi hương giống với như thế. Thì mình cho rằng là về lâu về dài, các anh em nếu như có một niềm đam mê mùi hương mãnh liệt hoặc là muốn tìm hiểu về nước hoa thì chúng ta không nên. Còn đối với các anh em nào sinh viên chúng ta hoặc là những người sử dụng đơn thuần thì mình rất là ủng hộ cái việc mà chúng ta nên mua clone. Bởi vì với cái 3 cái điểm mà mình vừa phân tích ở đầu video, còn lại đối với các anh em nào có cái gọi là đã nghiên cứu về chuyên sâu thì thực sự là mình không thích cho lắm cái việc mà chúng ta quá là đắm đuối trong cái việc tìm sử dụng quá nhiều chai nước hoa clone. Bản thân mình cũng không phải là một người gọi là ưa thích sử dụng những chai nước hoa đấy. Mình không chê, mình không ghét, thế nhưng nghĩ rằng là chúng ta nên cố gắng để tìm cho mình một cái cách đi riêng, cái lối đi riêng của chúng ta đó. Tổng quát lại trước khi kết thúc video này thì mình xin dẫn lời lại một cái chủ nghĩa về triết học
của một nhà triết học ở Hy Lạp. Rất là sorry mình không nhớ tên, cho nên mình sẽ để lại tên của nhà triết học này ở bên ở đây. Thì theo như quan điểm của ông, đó là một cái chủ nghĩa khoái lạc. Có nghĩa là khi mà chúng ta làm cái gì mà chúng ta cảm thấy nó làm cho chúng ta cảm thấy vui vẻ, chúng ta cảm thấy hạnh phúc, thì tất cả những cái vấn đề còn lại nó không là một cái gì cả. Ví dụ như ở đây, chúng ta có thể mua một cái dây lưng bằng điện thoại của Gucci. Đối với nhiều người thì đấy là một cái sự dớ dẩn, nhưng đối với chúng ta thì đấy là một cái niềm hạnh phúc, bởi vì đó là của Gucci mà chúng ta cảm thấy vui, chúng ta cảm thấy rất rất là hưng phấn với cái điều đấy. Thì cái việc sử dụng nước hoa clone nó cũng là như thế. Nếu như chúng ta cảm thấy mua và chúng ta cảm thấy xịt, nó mang lại chúng ta nhiều cái nhận được nhiều lời khen ngợi, chúng ta cảm thấy rất rất là thoải mái trong việc dùng, không thành vấn đề. Sử dụng nước hoa copy lại những chai nước hoa nổi tiếng không thành vấn đề, mà cái quan trọng chúng ta cảm thấy thoải mái khi mà xịt, thì các anh em mình nghĩ rằng không sao cả, không thành vấn đề. Bởi vì khi mà chúng ta đã thích thì mọi thứ khác chỉ là như hạt bụi trong gió mà thôi. Đó. Video của mình đến đây là hết. Mình rất hy vọng các anh em cảm thích video này, hãy like và share để những mọi người cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.